Công ty cổ phần sản xuất thép Vinawan cũng là một trong số các đơn vị được nhận giải thưởng cúp vàng và huy chương vàng Việt Build 2014. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vinawan đón nhận giải thưởng đặc biệt này, như là một minh chứng cho thấy chất lượng sản phẩm của công ty đã chiếm được lòng tin của khách hàng. Trải qua hơn 7 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần sản xuất thép Vinawan dần khẳng định được thương hiệu, ngày càng chiếm lĩnh thị trường sản xuất công nghiệp và xây dựng bằng các sản phẩm thép chất lượng. Sản lượng thép của Vinawan đạt sắp xỉ 500.000 tấn một năm, bao gồm các loại thép đủ chủng loại từ thép hợp, thép ống tròn, thép hình chữ U, chữ V, chữ Y, băng cán nóng, xà gỗ, mạ kẽm, phôi thép, thép tấm v.v. Được trao giải thưởng cúp vàng Việt Build 2014, đại diện của Vinawan khẳng định quyết tâm củng cố và tạo uy tín trong lòng khách hàng, nắm bắt nhu cầu của các khách hàng tiềm năng và nâng cao chất lượng để đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường xây dựng. Vinawan cho biết sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ tiên tiến cho quy trình sản xuất, phấn đấu có được mức giá hợp lý nhất cho thị trường trong và ngoài nước để đưa sản phẩm của mình không chỉ đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà còn mở rộng ra thị trường miền Trung, miền Bắc hay thị trường Đông Nam Á, Úc, Mỹ. Giải thưởng cúp vàng Việt Build của ngành xây dựng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao uy tín, chất lượng, thể hiện đẳng cấp của mình trước các đối thủ cạnh tranh. Lễ trao giải hôm 18 tháng 6 bên cạnh các doanh nghiệp còn có sự tham dự của các lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành cũng như đại diện ngoại giao của nhiều nước.